Cũng như mọi năm, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, số thí sinh chọn tổ hợp môn thi khoa học xã hội của Hưng Yên cao gấp 2,5 lần so với thí sinh chọn tổ hợp môn thi khoa học tự nhiên. Tỉnh Hưng Yên có gần 16.400 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Trong đó, thí sinh giáo dục phổ thông là 13.100 em, thí sinh giáo dục thường xuyên là trên 2.700 em và hơn 500 thí sinh tự do. Cũng như mọi năm, số thí sinh chọn tổ hợp môn khoa học xã hội chiếm đa số với hơn 11.300 em, chiếm gần 69,1% thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh chọn tổ hợp môn khoa học tự nhiên là hơn 4.700 em. Tỷ lệ này tương đương với những năm trước và cũng là xu hướng lựa chọn của thí sinh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bởi theo nhiều giáo viên và học sinh, bài thi khoa học xã hội dễ dàng kiếm điểm hơn khoa học tự nhiên. Thời gian tới, cơ sở giáo dục trường trung học phổ thông nơi tổ chức thi và sở giáo dục đào tạo tập trung rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh.